Nguyên liệu để làm trà đào bao gồm có 1kg đào tươi. Bạn chú ý chọn quả đào không quá chín, cũng không quá xanh. Vừa chín tới thì khi ta làm đào vừa giữ được cái độ giòn, vừa độ ngon mà không bị nục khi ta nấu ấy. Và 0,5kg đường đỏ. Chanh 2 quả và khoảng 3 thìa muối. Nước lọc 800ml. Đồng thời mình cũng chuẩn bị thêm một ít đá lạnh, một gói hồng trà, trước tiên thì mình sẽ pha một bát to nước muối để ngâm đào, cho muối vào. Khuấy đều cho muối tan. Bây giờ mình sẽ tách đào ra muối nhỏ và cho vào nước. Mình ngâm như thế này là để cho đào không bị thâm nha các bạn. Đào tách nướng xong, bây giờ mình sẽ đưa vào vỏ nhé. Mình ở đây là mình vừa ngâm rồi vừa vỏ luôn nha các bạn. Đào đã gọt xong rồi, bây giờ mình sẽ bóc đào ra nhé. Vớt xong rồi, bây giờ mình sẽ mang đi rửa lại bằng nước lạnh. Bây giờ mình sẽ cho 1/3 lượng đường vào trong một cái nồi. Và sau đó là đổ vào khoảng 200ml nước lọc. Sau đó mình sẽ bật bếp lên. Bước này thì mục đích là để tạo màu caramel đó các bạn. Bây giờ thì nước đường hơi keo lại rồi. Mình sẽ cho tiếp lượng đường còn lại vào. Mình sẽ cho thêm khoảng 600ml nước vào. Tiếp tục đun sôi phần nước đường. Các bạn lưu ý là mình sẽ khuấy nhẹ cho nó tan cái phần nước đường lên nha các bạn. Nước đường đã sôi rồi nha các bạn. Nếu có nhiều bọt thì mình sẽ vớt bọt ra nha các bạn.
Bây giờ thì mình sẽ cho đào vào nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đun sôi và nấu thêm khoảng 5 phút nữa nha các bạn. Rồi, đã nấu khoảng 5 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt đào ra. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một bát nước lạnh, một bát nước đá lạnh nhé. Mình sẽ vớt đào ra và ngâm vào bát nước đá lạnh này nha các bạn. Làm như vậy thì để giữ được cái độ giòn của đào. Phần nước đường còn lại mình sẽ đổ ra một cái nồi khác để cho nó nguội. Nước đường đã nguội rồi nha các bạn, mình sẽ thêm một nước cốt chanh vào nhé. Phần đào sau khi ngâm nước đá, mình vớt ra để cho nó ráo nước. Mình sẽ cho đào vào một cái hũ thủy tinh để ngâm nha các bạn. Và tiếp theo là mình sẽ chế phần nước đường vào. Mình đậy kín nắp và cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 đến 2 ngày là dùng được nha các bạn. Mình pha một gói hồng trà nhé. Mình đổ nước nóng vào trong cốc và gói là hồng trà. Mình đã lấy nước và đào miếng ra 2 cốc rồi nha các bạn. Bây giờ mình thêm nước hồng trà vào. Cho thêm đá lạnh. Rồi, mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh có chuông để theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Tạm biệt các bạn.